Cái đấy là em xin báo cáo với anh em hàng đang về tại Cảng Audio. Thì cái clip này sẽ báo với anh em một số dòng chính nhé. Còn sau cái clip này em sẽ lên những cái bộ combo và sẽ báo giá chi tiết cho anh em từng bộ một. Đấy. Đấy, bộ này sẽ báo với anh em những cái model mới về thôi, những cái model chính thôi. Đầu tiên là những cái dòng loa Nhật và loa Mỹ, lô này chủ yếu loa Nhật Mỹ. À, bây giờ em sẽ có mấy cái quay các cái khung khác nhau để các bác nhìn. Đầu tiên là em nói những cái cặp vô về đi, cặp bát 40 đi, âm ly thì đây để cho các nhìn luôn những cái dòng âm ly chủ yếu là những cái dòng âm ly bình dân và những cái dòng âm ly mà nó dễ phối ghép với những cái dòng loa bình dân kiểu dạng như này. Đây các bác nhìn đang là những cái cặp sạc pin ra, đặc biệt lô này có những cặp sạc pin ra bát 40 nhé. Đây là cặp RE38 của sạc pin ra Mỹ này, cặp là bát 40 đấy. Chút nữa em sẽ làm những cái combo riêng, tại vì cái này nó còn liên quan đến phối ghép âm ly nữa, cho nên tí nữa em sẽ lên những cái bộ combo, em sẽ ghép cái âm ly và loa xong em sẽ báo giá từng bộ riêng từng bộ cho các bác đấy. Đây là cặp Xiaomi Mega RE 38 bát 40 này. Sau rồi đây là cặp Sony G7 bát 40, Sony G7 hai đôi các bác nhé. Hai đôi Sony G7 bát 40. Đấy. Đây là cặp Neotone 77HR bát 30 31. Đây là Onkyo 77RS. Onkyo Litofun D500 về là một đôi các bác nhé. Đây là Pioneer V11. Dòng loa hát rất là hay, dân dài. Cái dòng này các bác đánh phá có khi nó cũng chẳng bằng dân. Dân nó bền lắm. V11, V21, V31. Chưa bao giờ em lấy đôi nào về thấy dân này. Đấy. Đây là những cái dòng loa, đây sau khi nó ra đây. Đây là dòng Pioneer này. Pioneer 404 loa tháp. Đấy. Màu nâu ấy, đằng sau đấy. Đây là cặp GL LX500 này, LS12 của Xiaomi Mega này, rồi E715 này, rồi có cặp như tôn có cỏ này, 35B, 38B có này, Sony G5 có một cặp các bác nhé, hàng Nhật xịn, Pioneer V50S có một cặp, loa tháp ấy, 2 bát 20, 2 chùm 2 tép ấy. Đấy. Đây là Xiaomi E315 bát 40, có một cặp, đấy, thì đây là LX7, về cái nút TR3 này, đây là cái JBL LX7, con này tiếng hay lắm. Những cái bộ này có những cái bộ em sẽ lên sóng rồi, có những bộ em sẽ ghép chuẩn bị tới em sẽ lên sóng cho các bác. Đấy. Các bác nằm nghe, đây là đời lông 88Z bát 32 rất là khủng long này, nặng khoảng 70 kg này. Con này là ghép về những dòng đi đời lông và săn xui rất là hay. Arctic Mato bát 40 em có hai cặp các bác nhé. Onkyo 77XD có hai cặp đẹp không lanh luôn. Đấy, đây là dòng Canut T33. Đây là Jamo Classic. Con này là con tự nhiên em quên chưa tên này. Đây. Những dòng 77XD này. Này em tôn 37B này, 37B có hai cặp rất là đẹp. Cái dòng 37B này thì nó bát là bát 30 chơi cũng rất dễ. Đây là lobo nhá các bác, lobo và loa cỏ, loa cỏ hơn 2 triệu, còn đây là lobo tầm hơn 7 triệu, và máy cục sút nữa này, sút Mỹ Infinity rồi JBL đấy, rồi những cái dòng kiểu dạng như là PSB của Canada đấy, những cái dòng phổ thông. Đây là cặp Sony G7 nữa nha các bạn nhé, bát 40 này này. Đây là cặp Clarion 92.2 đấy, bên cạnh nó là những cục đẩy, những con âm ly ma răng rồi san xui rồi đờ nông piano. Đây là súp Infinity này các bác này, súp Infinity và súp Button, toàn những hàng hiệu luôn.
xuống là anh em karaoke được này, nghe nhạc được này, xem phim được này, đấy, những cái súp này. Đây là những em săn xui và đàn ông. Xin 80 những cái dòng phổ thông hết. Nghe đây em chủ yếu là hàng phổ thông đấy nhé. Mặc dù shop ở Hà Nội nhưng mà toàn là hàng phổ thông thôi. Không biết là cái thị trường đồ cao cấp anh em có chỗ không, về chỗ thì khả năng anh sẽ